Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 28 tháng 8 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina và những gì xoay quanh nó. Biết nói như thế nào nhỉ? Và ngày hôm nay, một loạt các phương tiện truyền thông phương Tây thay vì hô hào về một chiến thắng thế kỷ của Ukraina và NATO ở khu vực gần, thì họ bất chợt nhận ra một điều rằng, cái chiến dịch này chỉ là một chiến dịch PR không hơn. Hai tuần tung hồ đã qua và giờ đây họ quay trở về thực tại nhận ra rằng Nga chẳng mất cái gì, thậm chí còn được nhiều hơn khi chế độ Kiev thực hiện cuộc tấn công vào gần. Tôi xin nhắc lại rằng, điều này được chính Tổng tư lệnh vũ trang cao nhất của Ukraine là Sirinsky và công dân Zelensky ngầm thừa nhận trong các cuộc họp báo mới nhất vào ngày hôm nay. Nếu các bạn để ý thì ngay cả những phương tiện truyền thông của Việt Nam chuyên dẫn nguồn truyền thông phương Tây. Một hai ngày hôm nay đều quay ngoắt 180 độ đưa tin về một cái bẫy ở cớt mà người Nga răng giả đợi chế độ Kiev và NATO lao vào. Tại sao lại có sự chuyển hướng như vậy? Bởi vì nhìn vào thực tế, những gì Ukraine có được ở Cớt và họ đã mất ở khu vực xung quanh Bokorod đủ để chứng minh rằng đây là một sự thất bại trong chiến lược của NATO. Hãy nhìn vào bản đồ do chính chế độ Kiev công bố trong 4 ngày qua ở khu vực Suza. Không có bất kỳ một biến động gì hết. Họ không tiến lên, cũng chẳng giảm đi. Nói một cách ngắn gọn là chế độ Kiev chẳng cập nhật gì hết. Điều này cho thấy họ đang vô cùng bế tắc ở khu vực Sù Già khi mà vòng cung cớt đã được thiết lập. Điều mà tôi đã nói rất rõ trong video ngày hôm qua. Có một logic như thế này. Nếu có một điểm gì mới chế độ ép tiến được sâu hơn vào vùng lãnh thổ của Nga, họ đã ton hot trên mạng một cách không ngừng nghỉ. Điều đó mới khiến các phương tiện truyền thông phương Tây hot theo tùng hồ về một chiến thắng thế kỷ của lực lượng vũ trang ép. Nhưng không, 48 giờ qua chẳng có cái gì hết. Ngoài việc chính các phương tiện truyền thông phương Tây, nơi được các phương tiện truyền thông Việt Nam dẫn nguồn đều chỉ ra rằng Ukraine đang rơi vào một cái bẫy ở khu vực Cớt, họ đang sắp sụp đổ ở khu vực Bokorod. Nhiều video do phía Nga cung cấp đã cho thấy lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của họ đang mài mòn dần dần từng chiếc xe bọc thép, thiệt giáp và quân đội Ukraine có mặt ở khu vực trên. Hôm qua là Nga đã phong tỏa ngôi làng Malalopna cách Suza khoảng 14 km. Hôm nay họ lại tiếp tục đánh thẳng vào ngôi làng Kremanoe theo hướng Korenevo. Nói thẳng là Nga chẳng cần phải tấn công dồn dập. Cứ cho những máy bay không người lái phang thẳng vào những xe thiết giáp chở quân, xe tăng, rồi sau đó sử dụng tên lửa tấn công vào tuyến tiếp tế hậu cần ở khu vực Sumi là lực lượng kỳ ép có mặt trong khu vực này không đánh cũng tự toàn hoác hết. Điều đó được thể hiện rất rõ khi mà vào ngày hôm nay, cũng tại khu vực Sumi, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy họ đã sử dụng một tên lửa Iskander để tiêu diệt một kho vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine và các bệ phóng hải mặt. Đòn tập kích là chính xác. Báo cáo của Bộ có đoạn, họ đã phá hủy một bệ phóng hải mặt đủ đạn dược để bắn 6 loạt đạn cùng một xe nạp đạn và xe hỗ trợ. Ngoài ra, Nga cũng cho phá hủy một cây cầu huyết mạch theo hướng Sumi. Nó nằm ở khu vực Otika. Đây chính là tuyến đường huyết mạch cung cấp khí tải và các vấn đề về tiếp tế cho khu vực Sù Mì và Sù Già, cũng như vào Khả Cốp để tấn công Belgorod. Nếu xếp nào thường xuyên theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu, thì biết rằng ngay từ khi chế độ KS thực hiện một cuộc tấn công vào Cớt tôi chưa bao giờ tỏ ra lo lắng về điều đó. Có thể hành động này thật sự gây bất ngờ cho Nga. Nhưng với diện tích hàng chục nghìn km vuông, thừa thớt dân cử, hầu hết toàn là đồng bằng, thì Ukraine có thể làm được gì đây với một nhúng quân như vậy? hai tuần trước phương tây tung hô một cách rộn ràng nhưng trong mấy ngày gần đây họ bất chợt im thìn thịt, thịt tờ new york times của mỹ cũng đã lên một bài viết với tiêu đề nga tập trung vào đồn bạt và dần dần tăng cường lực lượng cho khu vực cớt theo ấn phẩm lý giải đối với nga việc đẩy lùi cuộc xâm lược vào khu vực cớt có mức độ ưu tiên thấp hơn rất nhiều so với những cuộc tấn công của họ vào đồn bạt Moscow đang hành động theo hướng cơt một cách chậm rãi nhưng có phương pháp dần dần củng cố vị thế của mình trong khu vực đồng thời không làm suy yếu sức ép của mình ở khu vực miền đông Ukraine Do rằng Liên bang Nga đang lên kế hoạch bao vây lâu dài ở biên giới với cả Ukraine vì mục tiêu chính của họ chính là giải phóng khu vực Bokorod Giới chức Mỹ cho rằng Moscow không muốn chơi theo những điều kiện của Kiev Có thể họ đã tính toán tới việc Ukraine không thể nắm giữ những vùng lãnh thổ đã được chiếm giữ ở cơt vâng nếu chỉ một tờ báo mỹ nói thì cũng không sao nhưng các bạn thấy đó rất nhiều các phương tiện truyền thông đồng loạt nói về một thất bại ở cớt và việc Ukraine sắp đánh mất bogorod chính công dân zelensky trong cuộc họp báo mới nhất vào ngày hôm nay cũng đã úp mở về thất bại này trên reuters có một bài viết về tiêu đề zelensky của Ukraine sẽ trình bày kế hoạch với biden để chấm dứt chiến tranh với nga theo đó, Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo mà ông thừa nhận rằng kế hoạch xâm chiếm khu vực Cớt là Kiev muốn chuyển hướng lực lượng đáng kể của quân đội Nga khỏi hướng Bokorod, nhưng nỗ lực này đã thất bại. Zelensky thừa nhận rằng quân đội Nga đã không điều chuyển lực lượng của mình ra khỏi khu vực đồn bát. Với tuyên bố này, chẳng khác nào tát vào tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Sirinsky khi mà vào ngày hôm qua ông ấy cũng đã trả lời trước truyền thông rằng người Nga đã điều chuyển 30.000 quân nhân ở khu vực đồn bạt về để phòng thủ cất. Chính quyền Kiev đang thật sự không nhất quán trong câu chuyện của mình. Ngoài ra Zelensky còn nói rằng mục đích chính của kế hoạch cớt là buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh ngồi vào vòng đàm phán. Và ông ấy thực sự đang muốn điều đó diễn ra ngay bây giờ với một sự công bằng cho Ukraine. Zelensky không giải thích kế hoạch đàm phán sẽ như thế nào, nhưng ông cũng cho biết ông sẽ thảo luận với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cũng như với cả Donald Trump. Ngoài ra, Zelensky cũng cho biết ông sẽ tới gặp Tổng thống Biden vào tháng 9 để nói về kế hoạch trên khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Câu hỏi ở đây nên đặt ra là gì? Nếu Ukraine đang giải phóng rất nhiều vùng lãnh thổ của Nga ở khu vực Suza, thì tại sao lúc này Zelensky phải nói về câu chuyện đàm phán? Sao không tiếp tục tấn công để nắm giữ nhà máy điện hạt nhân tốp, Cũng như hoàn toàn giải phóng thành phố Cớt Thậm chí xa hơn là tiến về Moscow và. Đơn giản là họ không thể làm được điều đó Ukraine thật sự đang bế tắc Với việc Nga không điều quân của mình từ hướng Bokorod để bảo vệ Cớt Áp lực cho khu vực này không giảm Mà thậm chí còn tăng lên rất nhiều lần Với việc nó đang sụp đổ không phanh. Theo hướng đà Nga đang dần dần phong tỏa khu vực này Họ đã bắt đầu những kế hoạch tấn công mới ở nơi đây Hôm qua, tôi đã nói về việc Nga đã cắm lá cờ của mình giải phóng khu vực Vodiane. Vậy ngày hôm nay thì sao? Họ đã lại tiếp tục cắm cờ để tuyên bố giải phóng khu vực Konstantinovka. Điều mà trong video ngày hôm qua tôi đã nói rằng Nga đã kiểm soát được 90% khu vực này. Báo cáo của Nga có đoạn, quân đội của họ đã giải phóng Konstantinovka bên sườn Vuleda, các thành viên của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 1, trung đoàn bộ binh cơ giới số 57 với sự yểm trợ của nhiều đơn vị khác đã cắm lá cờ của Nga ở điểm cuối cùng trong khu vực kẻ địch đã không chịu được áp lực của những cuộc tấn công và buộc rút khỏi ngôi làng. Giờ đây Nga đang kiểm tra toàn bộ những khu vực ở Konstantinovka trước khi tiến hành những cuộc tấn công mới. Còn ở hướng Bokorod thì sao? Nga đã tuyên bố giải phóng khu định cư Novo Horivka. Phóng viên chiến trường Ukraine Julian Roker chua chát thốt lên rằng, quân đội Nga chỉ mất có 3 ngày để chiếm hoàn toàn khu định cư này mà không hề mất một đơn vị trang bị nào hết. Trước chiến tranh, thành phố này có 14.000 dân và nó chỉ nằm cách Bokorod có 10 km về phía đông nam. Và thậm chí còn không hề mất một đơn vị xe tăng hay xe bọc thép nào. Mọi cơ sở hạ tầng của khu vực Novo đều còn nguyên vẹn. Điều này chỉ có thể lý giải rằng chế độ Kiev đã buông xuôi ở khu định cư trên. Họ chủ động rút quân nhường toàn bộ thành phố này cho người Nga kiểm soát. Ngoài ra, khu vực Memrik cũng đã được người Nga tuyên bố hoàn toàn giải phóng Cảnh quay trong video là nhóm quân trung tâm đã dương cao lá cờ của Nga cắm tại khu định cư Merik như một lời khẳng định rằng nơi này đã thuộc về Nga. Ngay ở bên cạnh là khu vực Kalinove, người Nga cũng đã tuyên bố giải phóng. Tất nhiên, những điều này đã được tôi dự đoán trong bản tin cập nhật vào ngày hôm qua, chỉ là vào ngày hôm nay mới được phía Nga công bố chính thức. Theo đó, các chiến sĩ của lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 114 đã răng lá cờ của Nga ở khu định cư Kalinove theo hướng Bokorod hãy nhìn bản đồ của ukraine công bố vào lúc này chúng ta sẽ thấy khu vực xung quanh nga deepka nga đang chia thành hai hướng một hướng sông thẳng về bokorod để cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch này cho khu vực Konstantinovka theo hướng Đà. hướng còn lại có vẻ như nga đang muốn tiến về khu định cư Kurakhove, về nơi mà nó cũng có một tuyến đường tiếp tế quan trọng nối liền với khu vực yavodia vậy câu hỏi bây giờ nên đặt ra là tại sao bokorod lại quan trọng với nga tới như vậy Ngoài việc Bokorod là tuyến đường trung tâm cung cấp những thiết bị hậu cần cho Konstantinovka ở Cha Sót thì Bokorod cũng là khu vực phòng thủ kiên cố cuối cùng của Ukraine có mặt trong khu vực trên. Nếu Nga giải phóng được Bokorod thì nằm phía sau Bokorod sẽ toàn là đồng bằng, ít khu dân cử, nó sẽ kéo dài tới khu vực Dnipro. Mà các bạn biết rồi đó, khu vực đồng bằng hầu hết người ta đều không bố trí các hệ thống phòng thủ. Như vậy có nghĩa là nếu Nga giải phóng được Bokorod thì họ sẽ tiếp tục giải phóng được một lượng lớn lãnh thổ kéo dài tới khu vực Dnipro. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Dnipro và khu vực Zaporozhia, nơi mà chế độ Kiev kiểm soát sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Và nếu Nga đã áp sát được hai khu vực này, các bạn cứ thử hỏi mà xem người Nga có tiếp tục giải phóng Dnipro và Zaporozhia không? Câu trả lời chắc chắn là có. Vậy nên khi chúng ta nhìn một bức tranh toàn cảnh, không nên coi việc Ukraine có thể thọc sâu vào lãnh thổ của Nga ở khu vực Cớt là một sự thất bại cho Moscow Hãy nhìn vào thứ mất đi và thứ thu lại được của cả Ukraine và Nga Các bạn sẽ thấy rất rõ điều đó Ukraine hô hào về việc đã chiếm được 1.000 km vuông lãnh thổ của Nga ở khu vực Suza, Nhưng hầu hết ở đó đều là làng mạc Thừa thớt người dân và họ cũng chẳng hề phá hủy được các đơn vị khí tải chiến lược của quân đội Nga Đấy là tôi còn chưa nói chế độ Kiev và NATO có thể ở khu vực Suza được trong bao lâu đầy khi mà vòng cung cớt đang dần dần khép lại Trong khi đó theo hướng Bokorod, Nga vẫn đang đẩy mạnh tiến nhanh Họ phá hủy các công sự phòng ngự chủ chốt nhất của Ukraine ở khu vực đồn bạt, nắm giữ các cứ điểm chiến lược để có thể giải phóng hoàn toàn các khu định cử. Bản chất của hai bên là khác nhau, người Nga giải phóng các cứ điểm và nắm giữ nó, còn chế độ kép giải phóng các vùng lãnh thổ của Nga và sau đó là rút lùi. Chiến dịch ở Cớt theo đúng Zelensky thừa nhận không phải là để kiểm soát mà là tạo ra một tiền đề lợi thế để đàm phán với Nga, cũng như khiến Nga phải điều quân ở đồn Bát về phòng thủ Cớt. Nhưng như các bạn đã thấy, nó đã thất bại cả trên chiến trường thực địa cũng như những kế hoạch đàm phán. Mới đây, Điện Kremlin đã chính thức bác bỏ những yêu cầu của Zelensky về kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Nga cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Theo đó, thư ký báo chí Moscow là Dmitry Peskov đã trả lời các phóng viên rằng Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy những tuyên bố như vậy từ đại diện của chính quyền Kiev. Chúng tôi hiểu bản chất của Zelensky. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự đặc biệt của mình cho tới khi hoàn thành được các kế hoạch đó như vậy có thể khẳng định rằng mọi kế hoạch liên quan tới chiến dịch cất của Kiev và NATO đã thất bại. Nga bây giờ thậm chí còn từ chối mọi đàm phán có liên quan tới chế độ của Zelensky. Câu hỏi nên đặt ra vào lúc này là nếu chế độ Kiev thực sự thành công về chiến dịch của mình, tại sao họ lại phải xuất sáng việc đàm phán như vậy? Còn nếu những người nga thua, tại sao họ lại không mong muốn đàm phán? Câu trả lời cho các bạn ai thắng ai thua đã rất rõ ràng phải không nào? Ngoài những phát biểu của Zelensky về kế hoạch hòa bình của mình, thì chế độ Kiev thậm chí còn đang yêu cầu NATO tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo Reuters cho biết, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã yêu cầu một cuộc họp đặc biệt của hội đồng NATO, theo đề xuất của Kiev. Chưa rõ là cuộc họp sẽ nói về cái gì, nhưng theo một số báo cáo sơ bộ, thì nó có liên quan tới những hoạt động tấn công gần đây của Nga khiến cho khu vực Bokorod đang ngấp nghé sụp đổ. Tóm lại cũng chẳng khó để chúng ta đoán cuộc họp này sẽ nói về vấn đề gì Đó là yêu cầu các quốc gia của NATO và EU tiếp tục viện trợ cho chế độ Kiev Đại ý sẽ là nếu không viện trợ thì chế độ Kiev sẽ toàn Còn về vấn đề đàm phán hòa bình ở ừ, Zelensky sẽ không yêu cầu điều đó ở NATO Bởi vì ông ấy biết rằng nếu muốn đàm phán hòa bình thì sẽ phải gặp gỡ những người Mỹ Để những người Mỹ nói với người Nga chứ còn NATO cũng chẳng khác gì Còn dối giống với cả ông ấy Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay mười nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo